Huệ Vương tranh thủ đánh bóng, nhưng càng thể hiện càng lộ mặt thật. Vào tháng 7 năm 2021 khi đó, sau khi được Quốc hội khóa 15 bầu làm chủ tịch Quốc hội, tại cuộc gặp phóng viên báo chí, ông Vương Đình Huệ đã đánh giá mỗi đại biểu Quốc hội là một kho tàng tri thức, kinh nghiệm vô giá. Mới đây nhất, tờ báo Việt Nam Express vào ngày 10 tháng 2 cũng đưa tin ông Vương Đình Huệ liên tục sàng lọc bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội khóa mới. Bản tin cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trả lời phỏng vấn báo giới về các hoạt động của Quốc hội và những vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Vương Đình Huệ đang nổ trên mặt báo để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Đáng chú ý, ông Huệ đưa ra đánh giá về việc lựa chọn nhân sự đại biểu Quốc hội rằng không để lặp lại tình trạng như khóa trước, để làm được các cơ quan của Quốc hội phải rà soát, sàng lọc từng năm nhân sự cho khóa sau cần chu đáo, đầy đủ hơn khóa trước. Nhận định của Chủ tịch Quốc hội như vừa kể trên khiến cho công luận đặt câu hỏi. Đại biểu Quốc hội Việt Nam trong những năm vừa qua, nhất là giai đoạn hơn 10 năm dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Trọng, đều chứng tỏ là một đám bị gặt không hơn không kém. Tại Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội vì dân ở những khóa trước như Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Vân đều phải tắt đài, không còn ai dám ho he gì ở nghị trường. Cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng với các phát biểu nói thẳng, nói thật thì bị truy tố, bắt giam bằng các tội danh ất ơ là minh chứng rõ rệt nhất. Nhận định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi cho rằng các cơ quan của Quốc hội phải rà soát, sàng lọc từng năm nhân sự cho khóa sau cần chu đáo, đầy đủ hơn khóa trước, có liên quan gì đến vấn nạn tham nhũng trầm trọng ở Việt Nam trong những năm gần đây hay không? Đây là nguyên nhân khiến cho các nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng sau gần 3 năm đã hao hụt đi 16 ủy viên Trung ương, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Tương tự, nhân sự đại biểu Quốc hội đầu nhiệm kỳ khóa 15 có số lượng là 499 đại biểu, nay đã bị loại 7 người, nên chỉ còn có 492 đại biểu. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thanh Long, Trần Văn Nam. Và mới đây nhất là ông Trần Tuấn Anh, cựu trưởng ban Kinh tế Trung ương, bị phế truất khỏi ghế đại biểu Quốc hội là do có vi phạm, cụ thể là tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, vì sao các đại biểu Quốc hội mang danh là nghị gật mà vẫn bị sa thải vì liên quan đến tham nhũng? Kể cả việc chạy mua ghế kho tàng kiến thức, tức là ghế đại biểu Quốc hội với giá 30 tỷ đồng là điều có thật trước đây. Cho đến nay, công luận khẳng định không ít các doanh nhân hay sân sau của các lãnh đạo cấp cao bỏ tiền ra mua ghế đại biểu Quốc hội là điều hết sức phổ biến. Chứ không như lời khẳng định của ông Vương Đình Huệ mới đây rằng tình trạng chạy ghế đại biểu Quốc hội để lobby chính sách không còn nữa. Khẳng định của ông Huệ trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội đã khiến người ta nghĩ tới phát biểu xanh dần của nguyên Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc như sau. Chạy một khoản tiền lớn như thế vào Quốc hội làm gì, giải quyết được vấn đề gì? Nếu có thì đó là chuyện tày trời, tôi không tin có chuyện chạy tiền vào Quốc hội. Giờ mới làm đại biểu Quốc hội là chuyên trách, người ta không muốn tham gia, vậy mà cá nhân muốn vào Quốc hội để làm gì, có lợi lộc gì hay không? Dù rằng trước đây truyền thông nhà nước đã đưa tin cho biết khi bị bắt vào năm 2017, cựu đại biểu Quốc hội nữ doanh nhân Châu Thị Thu Nga thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khai từng chi khoảng 1,5 triệu đô la, tức là tương đương 30 tỷ đồng để chạy ghế đại biểu Quốc hội khóa 13. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó cho biết trong hồ sơ điều tra có 4 bút lục lời khai của bà Nga về việc chi 1,5 triệu đô la cho những ai để chạy đại biểu Quốc hội khóa 13. Bà Châu Thị Thu Nga thì khẳng định số tiền này đưa cho ông Nguyễn Công Cường, một doanh nhân kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội, có quan hệ rộng để nhờ chạy. Nhưng tại phiên tòa ở cả hai lần, bà Nga và luật sư muốn nói về lời khai này đều bị hội đồng xét xử quyết liệt ngăn lại, không cho khai tiếp. Một phiên họp tại hội nghị trường của Quốc hội Việt Nam. Thế nhưng chuyện lạ đời là bà Châu Thị Thu Nga sau đó lại phủ nhận lời khai chạy đại biểu Quốc hội của mình trước đây. Trong đơn gửi cơ quan điều tra, bà Nga cho rằng do bị xúc phạm, ức chế và bản thân rất mệt mỏi, tinh thần
không được ổn định nên đã khai bừa như vậy. Dư luận đã hoài nghi về thông tin này vì cho rằng việc chạy đi vào Quốc hội nếu có là một trọng tội. Vậy tại sao trong quá trình điều tra bà Nga vẫn giữ lời khai này từ đầu và rất kiên định khai đến 4 lần bút lục trong hồ sơ của vụ án? Thậm chí khi ra tòa bà Nga vẫn muốn nói rõ sự việc này. Công luận thấy rằng những điều kể trên đã chứng minh cho thấy Quốc hội đang tồn tại ở Việt Nam hiện nay không do dân chúng bầu lên, thì việc Chủ tịch Quốc hội như ông Vương Đình Huệ nói nhăng nói cuội là điều dễ hiểu. Nhưng đó chỉ là sự trình diễn của nhóm danh hài mang danh Quốc hội của Đảng Cộng sản mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vương Đình Huệ tranh thủ đánh bóng nhưng càng thể hiện càng lộ mặt thật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Người Việt trộm cắp tràn lan ở nước ngoài, lỗi tại ai? Trong những năm vừa qua, tin tức về việc người Việt đi làm việc, đi du lịch ở các quốc gia phạm pháp gia tăng. Điều này khiến nhiều người dân ở nước sở tại như Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Thái Lan có cái nhìn không tốt về người Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 7 tháng 2 đưa tin 4 người Việt bị bắt ở Nhật vì ăn trộm quần áo ở nhiều cửa hàng. Bản tin cho biết 4 người Việt đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì đã liên tục ăn trộm tại cửa hàng của Nhật, các cửa hàng quần áo khác ở đây. Thiệt hại ước tính lên tới 20 triệu yên, tức là tương đương khoảng 135.000 đô la. 4 người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì ăn trộm quần áo ở rất nhiều cửa hàng. Theo hãng tin Kyodo News, nhóm 4 người bị bắt kể trên gồm 2 người đàn ông và 2 phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 40. Một trong 4 người bị bắt có tên là Nguyễn Hoàng Anh, 38 tuổi, được cho là đánh cắp tới 5.237 món đồ, bao gồm áo len và áo khoác. Trong nhiều chuyến thăm Nhật Bản từ tháng 12 năm 2018 cho đến tháng 10 năm 2024, bị cáo này đã thực hiện các cuộc ăn cắp. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, các nghi can thừa nhận các cáo buộc của cảnh sát địa phương và nói rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính. Trong khi đó, theo trang Asahi, cảnh sát tỉnh Fukushima cũng đã có lệnh bắt giữ một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hiện đang sống ở Việt Nam vì tin rằng bà này là người cầm đầu điều khiển nhóm 4 nghi phạm trên. Theo mô tả, đồ ăn cắp được nhiều đến mức ngày nào họ cũng chất đầy vali. Qua tìm hiểu của phóng viên tờ Thời báo.de, dữ liệu do chính phủ Nhật Bản công bố ngày 26 tháng 1 cho biết, số lượng lao động ngoại quốc tại Nhật Bản tính đến tháng 10 năm 2023 đạt mức 2 triệu người. Trong đó người Việt Nam đứng đầu với tổng số 518.364 người. Có rất nhiều cửa hàng trong hệ thống Uniqlo ở Nhật Bản cho tự thanh toán, ở nơi lắp đặt máy tính tiền tự động không có nhân viên quản lý, và đó là những lỗ hổng khiến cho người Việt Nam dễ dàng trộm đồ rồi gửi về nước để mà tiêu thụ. Đó là lý do vì sao ở những thành phố có đông đúc người Việt Nam sang lao động hay du lịch đã xuất hiện rất nhiều những tấm bảng khuyến cáo về việc người Việt ăn cắp được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Nhật. Được biết, việc trộm cắp ở Nhật Bản rất dễ bởi xã hội Nhật Bản xây dựng trên nền tảng văn hóa là sự lương thiện. Đó là lý do vì sao người Nhật không nghĩ đến chuyện đề phòng trộm cắp. Người Nhật tin tưởng vào sự minh bạch và sự lương thiện của mọi người. Bất kể đứa trẻ nào ở Nhật, từ tấm bé đã được giáo dục hai vấn đề về đạo đức, đó là văn hóa xếp hàng và không lấy bất cứ thứ gì không phải là của mình. Một bảng khuyến cáo trộm cắp ở Nhật Bản. Một câu hỏi đặt ra là tại sao một số đông người Việt khi ra nước ngoài làm việc tạm thời hay du lịch luôn tìm mọi cách để trốn ở lại và hành nghề trộm cắp. Kể cả những người đến Nhật với tư cách là sinh viên cũng đi ăn cắp. Lý giải tình trạng này ở Nhật Bản nói riêng và các quốc gia khác nói chung, nhiều người cho rằng một trong các nguyên nhân là tình trạng người lao động, người du học mắc phải nợ nần thì phải trả phí cho các công ty môi giới rất cao. Một người Nhật gốc Việt đã định cư 30 năm ở Nhật cho tờ Thời báo.de biết ông có khả năng tiếng Nhật tốt nên thường được cảnh sát địa phương mời làm biên dịch trong các phiên thẩm vấn với người Việt Nam phạm tội. Ông nói như sau.
tôi là người trực tiếp nghe điện thoại, được biết gia đình anh này đã vay mượn, thế chấp ngân hàng được 200 triệu. Để lo lót cho anh này du học bên Nhật, người nhà Việt Nam cho biết đã trả nợ 160 triệu cho ngân hàng, thì người nhà họ buộc phải đi ăn cắp. Công luận thấy rằng trái với việc ông Tổng hồ hởi đánh giá, chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ sán lạn như hôm nay, là tình trạng người Việt từ hàng chục năm nay phải chen nhau để giành suất đi xuất khẩu lao động, mà thực chất đã đi làm công việc tay chân nặng nhọc và độc hại ở nước ngoài. Chưa hết, dù đến được nước phát triển, họ lại phải đi ăn cắp để mà trả nợ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ngồi đến 3 nhiệm kỳ ghế Tổng Bí thư trái với điều lệ của Đảng. Ngược lại, người đẹp là nữ biên tập viên Kiều Trinh không bị hoàn cảnh bắt buộc, vẫn bị bắt 2 lần về tội trộm cắp. Một lần ở Thụy Điển vào năm 2001 và một lần ở Anh Quốc vào năm 2006. Nhưng đến nay cô này vẫn còn được trường mặt trên VTV, thậm chí còn lên chức trưởng phòng văn hóa thể thao du lịch của VTV1. Được biết Kiều Trinh là con gái rượu của ông Vũ Văn Hiếu, cựu tổng giám đốc truyền hình VTV, cựu ủy viên Trung ương Đảng. Tương tự, lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam ở mọi cấp, tiền lương không đủ sống, vậy mà ai ai cũng có nhiều nhà cho thuê, có biệt thự khủng, nguy nga, tráng lệ, cho con gái đi du học ở nước ngoài tốn kém đến hàng trăm ngàn đô la mỗi năm và sở hữu nhiều xe hơi đắt tiền. Tất cả đến từ tiền ăn cắp tài nguyên quốc gia, tham nhũng và tài sản của nhân dân. Vì thế xin đừng trách người lao động Việt Nam ở nước ngoài do bần cùng phải đi ăn trộm cắp để mà trả nợ. Có chăng hãy trách nền giáo dục đã tạo ra một lớp người Việt với triết lý sống tiền là trên hết, tiền là tất cả. Hệ quả của việc trăm năm trồng người của nhà trường, xã hội, chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Người Việt trộm cắp tràn lan ở nước ngoài, lỗi tại ai? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.